Nếu mà để so với chất lượng với những chiếc tai nghe True Wireless là thì nó sẽ phải tương xứng với những cái con tầm khoảng 1 triệu hoặc hơn. Quán, 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 quán. Vâng xin các bạn vị dạo này thì à, bọn mình đang có một cái cuộc thi đó là đánh đế chế nên mà rốt cuộc là mình đang có đây một chiếc tai nghe để chúng ta có thể chơi thử PUBG. À với cái cặp tai nghe này thì đến từ thương hiệu Joway lần trước bọn mình đã từng review được rất nhiều người anh em quan tâm. À, cái model trước đó là H09 Tuy nhiên thì lần này các bạn đã yêu cầu bọn mình làm một cái tai nghe mức giá rẻ hơn Chỉ có 500k ở trên Lazada mà thôi Thế thì bọn mình cũng đã kiếm về để làm thử cho các bạn Để xem xem mọi người có thực sự là nên mua thiết bị mà tai nghe không dây chỉ có tầm khoảng 500k hay không bởi vì có những cái vấn đề liên quan đến độ bền hay là về chất âm là các bạn hát rất hay đánh đo à nhắc các bạn một chút là tai nghe này lúc mà mình mua thử cho các bạn là khoảng 500k tuy nhiên thì à, bên đấy thì họ có liên hệ bảo với mình rằng là từ ngày 27 tháng 3 ngày 29 tháng 3 thì cái sản phẩm H73 sẽ giảm giá chỉ còn 399k nhưng nếu các bạn thích quá mà muốn mua luôn ấy, thì vẫn mua đi được bởi vì là mọi người sẽ có phần quà khác để sẽ đồ bù đắp từ Huawei và bây giờ ta sẽ cùng nhau xem cái thiết bị này. Tại sao các bạn lại quan tâm nó đến như vậy nhé. Cái thiết kế là có một cái điều các bạn dễ dàng nhận thấy sự khác biệt đó là so với con lần trước ấy, nó có một cái bướu ở phía sau và đeo ở cổ này thì nhiều người nói cảm giác nó hơi cồng cành và không được tự nhiên. Thì con là này nó trông cực kỳ gọn, nó trông như kiểu một cái sợi dây các bạn đeo vào cổ thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Và mọi người có thể nhìn thấy ở đây là cái model Joyway H73 này thì là dây của nó được làm silicon mềm tả cảm giác khi đeo ấy nó cực kỳ nhẹ và các bạn không cảm thấy là nó đang hiện diện ở trên cổ chúng ta các bạn thì uốn lại các bạn này uốn dẻo như này rất là dễ dàng và mọi người sẽ có ở khu vực một bên là sẽ có nút điều khiển như tăng giảm âm lượng các bạn có thể nhận cuộc gọi có mic đàm thoại chúng ta một điều nữa là mình thích cho thiết kế là nó sẽ nâng cấp cho người tình nghiệm đó là ngôn ngữ hoàn thiện của housing giờ đây nó được thiết kế kiểu vây cái chắc phải là dạng nút thông thường nên giúp cho cảm giác đeo chắc chắn này Âm thanh cũng không bị lọt ra bên ngoài và chống ồn cực kỳ tốt Mỗi khi mà mình đi xe máy ngoài đường thì cần bật chưa đến 50% Đã gần như tách biệt ở bên ngoài có lưu ý là do các bạn đội mũ nhá là bọn mình mình thì hay đội mũ 3 phần tư Nên mà cực kỳ là ấn tượng ở điều đó Nó tốt hơn nhiều so với chiếc Airpods mà mình đang đeo về khả năng cách âm Và tất nhiên nó cũng sẽ nguy hiểm với những bạn nào mà cần quan tâm đến giao thông bên ngoài Các bạn chỉ mở khoảng 20-30% âm lượng thế là đủ rồi và đây là một cái túi để các bạn có thể đựng cái tai nghe của chúng ta, các bạn thấy là nó được làm cũng dạng kiểu cao su cực kỳ nhỏ và gọn này. Đây là một cái điều mà giúp cho thiết bị có thể mang theo mọi lúc mọi nơi. Và trong cái phần thiết kế của nó điểm trừ đó chính là cái việc các nút bấm ở dây bên, cả đã hoàn thiện ở mức khá, các nút bấm hơi nông nên mà khi chưa nhìn vào các bạn sẽ rất khó thao tác. Tuy nhiên tai nghe này vẫn được trang bị là kháng nước IPX4 đủ chống mồ hôi và mưa khi bắt vào và mic của tai nghe này thì vẫn có một cái điểm mạnh giống như người tiền nhiệm đó là khả năng đàm thoại khi đi ngoài đường cực kỳ tốt nên các bạn thể nhận cuộc gọi cực kỳ phù hợp với những ai mà hay đi grab đấy. Bây giờ còn có cả Go Việt và rất nhiều dịch vụ khác các bạn nhé. Về pin thì chỉ cần nhìn sơ qua thôi. Như các bạn lần trước thì có review và mình cũng nói với các bạn rồi. Pin của các con lần trước thì nó tốt nhờ dung lượng là 160 mAh. Với cái model mới này thì nó sẽ không còn cái cục phía sau nữa Dẫn cái việc là nó nhỏ gọn hơn Nên nó chỉ còn pin là 100mAh Với thời lượng pin này thì nhà sản xuất công bố là 8 tiếng nghe nhạc Và khi bọn mình kiểm chứng là để được 8 giờ như thế Các bạn chỉ nghe tầm khoảng là âm lượng 40% mà thôi Thế nghĩa là các bạn nếu mà mở âm lượng to quá thì lượng pin sẽ giảm đi Nên mà mình khuyến khích các bạn nếu mà nghe chỉ nghe tầm khoảng 40-50 cho đến Nghe to quá lâu dài thì các bạn sẽ bị điếc Giống kiểu thằng Tú kìa Trang chửi nghe gì đâu tôi tự rồi, tim anh cứu, ừ. mình, mình tôi thôi hóa ra là không phải Quá. bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về chất âm chúng ta sẽ cùng nói về chất âm thứ mà mọi người rất hay quan tâm thì cái việc chơi game là một cái mà mọi người hay hỏi thì trong tai nghe này thì kết nối với lại cái điện thoại có thể chơi game một cách ngon lành cảnh đào không thành vấn đề gì và điểm mạnh của nó cho các bạn chơi tự game bắn súng có thứ là cực kỳ chân thực sau một thời gian trải nghiệm, mình phát hiện ra điểm của cái Way H73 là cho ra một cái âm thanh trầm là nó không sử dụng phần mềm để đẩy các giải âm lên quá cao để sai thực tế. Điều này giúp ta bát nghe ấm và chắc hơn. Nên mặc dù là tai nghe thêm về bát, nhưng ngay khi các bạn nghe được một thời gian dài, với những bài nhạc nhiều bass thì không có hiện tượng là bị mỏi hay bị nhức tai đây là điều tuyệt vời những bạn nào hay nghe những bài nhạc EDM hay là nhạc pop tuy nhiên thì khi mà cái giải bass này nó đẩy lên thì giải treble sẽ bị lấn đi vì thế nên mà các bạn nghe những cái bài hát sẽ tùy theo nhu cầu của mình nói chung chơi pop gì ngon chơi những bài hát nhạc nhẹ như kiểu là 9.99 tỷ đốn hoa hồng ấy thì còn được nếu mà để so với chất lượng với những chiếc tai nghe true wireless là thì nó sẽ phải tương xứng với những cái con tầm khoảng một triệu Và tổng kết lại với mức giá mà 500k mà nó được bán ở trên Lazada thì mình nghĩ đây là một cái tai nghe rất là phù hợp những bạn nào mà có nhu cầu là về cái nhỏ gọn, tiện lợi, pin của nó dùng ok, có khả năng uh, chơi game như PUBG và cũng như là mọi người tập trung vào vấn đề nghe nhạc thêm về bass và đàm thoại ở ngoài đường đấy là cái điểm mạnh của nó Huawei thì thương hiệu này chuyên bán những cái tai nghe mức giá không quá cao để phục vụ cho các bạn mà là tai nghe không dây còn những bạn nào không thích tai nghe không dây thì tai nghe cắm thì đương nhiên với tầm số tiền này vẫn sẽ đem các bạn những có chất lượng âm thanh tốt hơn nữa nhưng mà để có không dây thì nó phải đánh đổi những yếu tố khác nhau thì mọi người nghĩ sao hãy comment những ý kiến bên dưới về cái sản phẩm các bạn lần trước đã dùng và cũng như yêu cầu của mình làm và các bạn đừng quên truy cập vào link bên dưới tham khảo giá bán về trong 3 ngày từ 27 đến 29 thì mức giá sẽ là 399k. Còn bây giờ với 300 anh em đặt mua đầu tiên sẽ tặng phần quà từ Joyway. Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 26 tháng 3 thôi nhá. Hẹn anh em vào các video sau. Mình có thể dùng cái dây này mình thắt cổ chết thằng Dũng cũng được. Đấy, thế là mình có cái chốc kỳ hay là chốc chốc cờ gì đấy.